Quá chị ơi. Này em ăn thêm bánh mì cùng chị không cho đỡ đói. Thôi em ăn thế này là đủ rồi. À chị Hồng Anh ơi, chị nói dối em phải không? Nói dối á? Chị nói dối em chuyện gì đâu? Chị là chị gái của em mà nên em phải biết. Chị sẽ không bao giờ mua một cái đùi gà ăn ở cửa hàng rồi mới mua cho em đâu. Nếu mà chị mua hai cái thì chị sẽ mang về nhà để hai chị em mình ăn cho nó vui chứ. Mua cho mình cả. Thằng thì ế như thế này, chắc giờ này Thùy Giang đang đói lắm đây. Thùy Giang ốm mà chả có gì bồi dưỡng cho em cả. Em lại thích ăn đùi gà chiên nữa, mình còn chưa mua cho em được. Tí góc của mình có từng này thôi. Không biết có đủ để mua đùi gà cho em không nữa. Kệ đi, mình cứ đi mua đùi gà cho em đã. À, sao có cái túi gì như túi đồ chơi ai bỏ đằng kia thế nhở? Để mình xem có phải không. Ú, đúng là đồ chơi rồi này. Ui, một cái bơm này. Vẫn còn đẹp này, sao người ta lại vứt nhở. Cả một cái kẹp nơ nữa. Búp bê nữa này. Ồ, hơi bé một tí nhưng mà rất xinh. Chắc là đồ người ta bỏ đi rồi, không phải làm rơi đâu. Thôi mình mang về cho Thùy Giang vậy. Mình đói bụng lắm rồi mà sao chị Mai chưa về nhỉ? Chắc là hôm nay chị chưa bán được hàng gì rồi. Sao chị ơi chưa rồi. May quá, hôm nay đúng chương trình khuyến mại nên mình được thêm cả khoai tây nữa. Thôi mình phải mau về đưa cho Thùy Giang thôi. Nóng quá, chị đổ hết cả mồ hôi rồi. Hôm nay chị có bán được nhiều hàng không? Sao chị về muộn thế? Hôm nay chị bán hàng cố nên hơi về hơi muộn. Em đỡ đau đầu chưa? Em vẫn hơi đau đầu thôi ạ. Thế à? Thế để chị lấy thùng gà cho chị ăn nhá. Thôi chị ăn thùng gà. Ừ. Còn đây là cái gì? Đấy là khoai tây chiên đấy. Ồ, hôm nay chị mua cả khoai tây chiên à? Ừ. Đây. À, nhiều khoai tây quá. Hôm nay có chân cà. Chị ơi, chị không bán được hàng, sao chị lại mua đùi gà với cả khoai tây cho em làm gì? Thôi không sao đâu, em ăn đi cho mau khỏe còn đi học nữa. Đấy, em ăn đi. Chị cũng ăn đi. Thôi chị ăn rồi. Lúc ấy chị mua một suất chị ăn ở ngoài hàng rồi mà. Vâng ạ. Mời chị. Ừ, em ăn đi. Khoai tây vẫn còn nóng chị ơi. Phô mai thơm quá chị ạ. Này, chị ra ăn đùi gà đi để chị tách ra cho. Vâng ạ. Thịt cho mềm nhá. Này. À. À. Chị cũng ăn đi chị. Thôi chị ăn rồi mà. Đây, em ăn thử cái vỏ này xem có giòn không? Đó chị ạ. Thôi chị không cần xé đâu, để em tự xé. Thôi em cứ ngồi ăn đi, em đang ốm mà. Chị ấy cho.
để chị ấy cho. Khó liệu. Em bắt được mà. Này chị ăn đi. Thôi chị không ăn đâu, chị ăn rồi mà. Em cứ ăn đi. Thôi chị ăn thêm một miếng đi. Thôi chị ăn đi mà. Thôi em ăn đi, để chị lấy nước cho em uống nhá. Vâng ạ. Đây, nước này. Em uống đi. Em ăn thêm cả khoai tây chiên nữa. Nó nóng. Vâng ạ. Em đóng hộp em. À, chị có một cái bánh mì để chị lấy ra ăn luôn nhá. Dạ. Ơ, chị quên mất. Chị còn có món quà đặc biệt này cho em này. Quà cho em á? Cái gì ấy chị? Đây, để chị lấy ra cho xem nhá. Dạ. Đây. Wow, cái bông. Chị đeo luôn. Có búp bê này. Wow, búp bê. Đây, nơ này. Em kẹp thử xem. Dạ. Cái bình chị kẹp cho. Đây, chị kẹp cho này. Đấy, đẹp quá. À, nếu mà có cái nơ nhỏ nhỏ em sẽ kẹp vào tóc của búp bê. Ừ, đúng rồi. Mà chị ơi, chị lấy mấy cái thứ này đâu ấy chị? Ừ, thì lúc ấy có cô định bán đồng nát. Chị ra xin cô ý, nên cô ý cho ấy mà. Thế à? Ừ. Em sẽ kẹp ở đây. Đây, lần trước chị cũng xin con búp bê cho em này, em vẫn giữ ấy. Mà cái nơ bông xuống rồi. Ừ. Khi nào chị tiến lại cho. Thôi bây giờ em ăn tiếp đi, nguội hết rồi. Dạ. Để búp bê đây luôn. Còn nhiều lắm đây này. Chị để đâu quả bánh mì chị giòn hết rồi. Quá chị ơi. Này em ăn thêm bánh mì cùng chị không cho đỡ đói. Thôi em ăn thế này là đủ rồi. À chị Hồng Anh ơi, nói dối em phải không? Nói dối á? Chị nói dối em chuyện gì đâu. Chị là chị gái của em mà, nên em phải biết. Chị sẽ không bao giờ mua một cái đùi gà ăn ở cửa hàng rồi mới mua cho em đâu. Nếu mà chị mua hai cái thì chị sẽ mang về nhà để hai chị em mình ăn cho nó vui chứ. Không, chị không nói dối đâu, chị ăn thật rồi mà. Thôi em không tin đâu, chị ăn miếng này cùng với bánh mì đi. Miếng này giòn lắm chị, ăn cùng với bánh mì chắc ngon lắm. Chị ăn thì em mới tin. Thôi được rồi, chị ăn một miếng thôi nhá. Dạ. Em ăn đi, không nguội. Đây chị ăn đi. Thôi chị ăn miếng này thôi. Đây chị ăn hết miếng này đi. Thôi. Em ăn miếng này là đủ rồi. Chị là chị gái của em nên em biết mà. Lúc nào chị cũng thường em nhường nhịn cho em hết. Em ăn nhanh lên. Vâng ạ. Còn để chị bón nữa. Thôi em cứ bón được mà. Đùi gà ngon lắm, em cảm ơn chị ạ. Hôm nay chị đang ở chị khách sáo thế. Em ăn nhiều vào. Ăn nhiều chị mới vui.